6/24/7. Nam mô Di Đà Phật. Ở nay ngày mùng 7/6/2023 âm lịch ngày 24/7, đoàn Bạch Kim Tiết có xuất phát đi lên Đắk Nông, tại chùa ở Đắk Nông rồi để tặng 7 xa lăng, rồi 50 phần quà, rồi cùng chị Bệnh bánh sữa dầu gió. Rồi đoàn Bạch Kim Tiết sẽ chị Bệnh bấm huyệt so bóp cho bà con tại ở vùng Đắk Nông, ở vùng núi. Rồi mong Dược Sư Lưu Ly Dương Quang Phật, Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Mẹ Duy Trì Địa Mẫu cùng tổ tiên gia tiên chăm quan chăm họ, tất cả các thành viên nơi đây hộ độ cho mỗi người có bằng tay phục dược để làm đâu đặng đó, giúp đâu là hết đó. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, độ cho đoàn cùng các tài xế để các thành viên mạnh khỏe đi đến nơi về đến chốn, cho những chuyến đi luôn hoàn thiện và hoàn tất vui vẻ. A Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Rồi xong. Tôi xin làm mây gió bay khắp trời mênh mông, đến mọi miền đất nước đón yêu thương vào lòng, dịu xoa đời khốn khó, sẽ chia những buồn vui, xin hiến dâng cho đời là tình người trong tôi. Tôi xin làm lá cỏ tươi xanh đón nắng trời, chở che bao mầm sống từng ngày vui, góp thành cơn bão lớn, thành ngọn sóng trào dâng, mang yêu thương kết nối là hạnh phúc trong lòng. Bay đi cánh chim trời, bay đi ước mơ tôi, gieo hạt mầm rơi xuống đất, chuyện mình vươn xanh, xin gieo hạt thiện lành cho trái tim rộng mơ. Và mãi là như thế, tôi sống vui mỗi ngày. Làm lá cỏ tươi xanh đón nắng trời, chở che bao mầm sống từng ngày vui, góp thành cơn bão lớn, thành ngọn sóng trào dâng. À, ở gì là Phật, Phan Phượng xin chào tất cả các thành viên đoàn Bạch Kim Tiết mới có cũ có. Hôm nay là cùng tham gia với đoàn Bạch Kim Tiết thẳng tiến về chùa Bổn Lâm, thôn Ba, xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông chứ? Huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk. Huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk. Mình thẳng tiến tối nay là mình sẽ đến chùa Bổn Lâm nha cả nhà. Và chúc cả nhà lên đường ra vui vẻ nè, làm việc phấn khởi nè. Đặt tất cả tâm huyết của mình chuẩn bị trong gần 2 tháng nay để về chùa. Trước hết là mình sẽ tặng 7 chiếc xe lăn và 50 phần quà gồm gạo và mì
Rồi sau đó đoàn sẽ bấm huyệt và tặng dầu Trường Sơn, dầu Cù Là do chị Thuận gửi. Vậy dầu Trường Sơn thì Phan Phượng mua và gửi sữa và bánh đến cho các em bé tại ở chùa ở gần huyện Đắk Nông đi. Hai cái huyện này mình cứ quên hoài à. Và qua lời này thì Phan Phượng rất chân thành và những cái tấm lòng vàng quý báu của các cô chú ở Mỹ, ở nước ngoài do sự kết nối của chủ quản chính đã kết nối yêu thương để các cô chú gửi đến những món quà thân thương ngày hôm nay đó. Và cả tiền xe luôn nữa đó, để đến cho đoàn, thành viên đoàn để giúp cho bà con tại chùa Bửu Lâm để hoàn thành cái chuyến đi này. Mình không phụ lòng của các cô chú thì các thành viên đoàn mình luôn cố gắng. Ngày mai mình sẽ làm đến xế chiều 5 giờ thì mình sẽ xuất phát về nha. Giờ trên xe ai muốn ngủ nghỉ thì ngủ nghỉ, ai muốn góp vui cao kê thì góp vui. Em gửi cái này nè. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến các cô chú ở nước ngoài. Để đợi chút nha. Để coi coi. Tại vì lúc này cái mắt nó hơi mờ. Để mình gửi mấy cái đọc mấy tên luôn á. Và trong đây là danh sách của các cô chú hỗ trợ cho đoàn Bạch Kim Tuyết chuyến đi từ thiện tại Đắk Nông. Ba chiếc xe lăn là cô Lan, cô Lan Duyên, ba chiếc xe lăn Vũ Tiến Thịnh, hai xe lăn ba chiếc đó, ba chiếc là 200 đô đó, ba chiếc là 200 đô. Và Nguyễn Thanh Liêm tiền xe, Nguyễn Phước Đào tiền xe, Phùng Hùng Kim Phụng tiền xe, gia đình Bắc Lâm Quảng Chính tiền xe, và Oliva Vũ Leo Vũ tiền xe, và 70 cô Hoa Mai pháp danh quản giác xe lăn. Ali Vũ 100 là cô Quảng Lộc rồi gửi quà, 100 là cô Nguyễn Hoa gửi quà, 100 là cô Quảng Phượng gửi quà, 200 Phe Ti Du gửi quà, và 50 cô Võ Thị Kim Cúc Hoa Sinh rồi gửi quà. Là tổng cộng là các cô chú Hùng Phước chiếc này là 1.520 đô đó, thì đổi ra là được 35 triệu mấy trăm ngàn. Rồi Phan Phượng sẽ thay mặt cho tất cả các người dân bệnh tật ở Đắk Nông gần tại chùa Bửu Lâm để gửi đến lời chân thành nhất, để gửi đến cảm ơn những tấm lòng vàng của các cô chú Phật tử Nhóm Hoa Từ Bi, rồi chú Lâm Bắc Quảng Chính là người kết nối yêu thương chiếc tiền rồng này. Coi như là cái chiếc lịch trình này là Phan Phượng cũng đăng lực lên kêu gọi rất là chậm, nhưng mà qua cái lời Phan Phượng ngỏ ý gửi đến cho các cô chú thì các cô chú luôn cùng phát tâm để cho đoàn đi trọng vẹn chuyến đi về Đắk Nông này. Tại vì được Phật mọi phước báo thì Phan Phượng xin cầu nguyện cho các cô chú ở phương xa nửa dòng trái đất cùng toàn thế giới luôn được bình an mạnh khỏe, mong cho cơn đại dịch sớm tiêu tan cùng những nơi bão lụt lụt đồ luôn được hết bão, được người dân được mạnh lành. Tại vì được Phật. Và Phan Phượng gửi đến cho tất cả các cô chú không có mặt ngày hôm nay trong và ngoài nước cùng các thành viên đoàn Bạch Kim Tuyết mình một đoạn là Bạch Kim Tuyết nha, do anh Tiền đã gửi lúc này là giờ Phan Phượng gửi đến
6 câu nha. Nhóm của em kết nối bạn bè thân thương, có lòng nhân ái thiện lương, chen vai góp sức cho đời, giúp người bệnh tật vô cùng. Danh xưng là gia đình Bạch Kim Tiên, trang phục của mình màu tím thủy chung. Xin kính mời bà con cô bác cùng Bạch Kim Tiên thể hiện lòng nhân. Nhớ của em kết nối bạn bè thân thương, có lòng nhân ái thiện lương, chen vai góp sức cho đời, giúp người bệnh tật vô cùng. Danh xưng là gia đình Bạch Bạch Kim Tiên, trang phục của mình màu tím thủy chung. Xin kính mời bà con cô bác cùng Bạch Bạch Kim Tiên thể hiện lòng nhân. A Di Đà Phật. Và kế tiếp là Ngọc Tiên. Chỉ mình nơi nơi chỉ ngập ngập lại những nụ cười vui, do câu hỏi rơi đâu mới trả lời, nhịp nhàng nỗi tay xong xa tan ngập ngùi, từng bình nhắn vui thì đã bớt đau rồi. Trên cao nguyên xanh đôi hoa phù tiên, đến từ đây đoàn bay tiếp tuyến, nơi anh tự tin là người yêu thương, mang đến niềm vui tặng những gia đình, trao tay con trai qua bước qua từ lúc còn. Phúc trong lòng bay đi cánh chim trời, bay đi ước mơ tôi, gieo hạt mầm rơi xuống đất chuyển mình vươn xanh. Xin gieo hạt thiện lành cho trái tim rộng mở, và mãi là như thế tôi sống vui mỗi ngày. Bay đi cánh chim trời, bay đi ước mơ tôi, gieo hạt mầm rơi xuống đất chuyện mình vươn xa. Xin gieo hạt thiện lành cho trái tim rộng mở, mãi là như thế tôi sống vui mỗi ngày, và mãi là như thế từng ngày là yêu.
Còn cái xe mà chờ cái đua rồi đi. Đây là hôm nay Phan Phượng sẽ đánh mắt cho thầy tại chùa Bửu Lâm ở Đắk Nông nha cả nhà. Và thầy cũng là người mời đoàn lên đây để trị bệnh cho bà con tại Đắk Nông của mình. Đây là cây đông chai. Thì mình đánh cái công hiệu về mắt là như là mắt mờ, mắt mỏi, mắt lem nhem, hoặc là khô tiết lệ, hoặc là thốt mắt, hay là hay chảy nước mắt sống nha. Đây là cây rau chai, trên đây là nó hở ra già là Phan Phượng không lấy. Ở dưới đây rất là non, mình nhặt lên như vậy nè. Cái cây rau chai rất là tinh khiết nha, mình không đụng tay vào đây. Sau đó đưa hai cầm tờ giấy, hai nhắm mắt lại, nhắm mắt nhẹ là đúng rồi. Thầy vẽ không mày? Mình để vô từ từ, thầy cứ nhắm miêu miêu nha, cứ mở lọ thả thả lỏng đúng rồi đó. Nó hơi nhột nhột thốn thốn, mà những cái bụi li ti á nó sẽ làm cho thầy nó thốn thốn, là những cái đó là những cái phôi hóa trong mắt thầy á, hầu như là nước mắt sống nè, ba cái bụi bặm nè, rồi cái nước mắt mình là nước mắt muối thôi. Thâm ra là nó sẽ làm cho mắt mình nó mờ đi liền nhẹ ép lên, khi mà làm xong rồi như cái kiếm mà mình lao lại chắc là sáng thôi. Nếu mà làm cho thầy như vậy á, mà thầy có tiếng lệ chảy ra là mắt thầy khỏe. Dù nó dơ hay gì không biết, nhưng mà không có tiếng lệ là mắt thầy yếu nha. Nên mình phải cần bấm huyệt tim và đánh mắt tim. Còn không phải để lâu ngày thầy phải xài nước mắt nhân tạo là không tốt. Tại vì mình cần điều trị nhưng mà tứ cây từ bên trong. Rồi, thầy có nước mắt rất là ít nha, nhưng nước mắt nó đục, đục như vôi vậy á, đó. Rồi, thầy chui đi. Đó, cái nước mắt đục như vôi này có nhiều người á, người ta nói là do cái cây rau chai, cái mũ cây rau chai. Không phải nha, là do cái tiếng lệ của mình nó dơ. Nếu mà cái tiếng lệ của mình nước mắt mà nó trong như giọt nước suối á, là mắt mình nó sạch. Và cây rau chai thứ hai nha, trên đây nó già là không lấy nè. Lấy nó bao trùm như này nó rất là sạch và nó rất là non ha, rất là mềm mịn. Và nó có cái độ nhờn. Mắt thầy bị đổ, bị cận hai độ á. À, có thể đánh thầy từ từ, thầy sẽ thấy nhẹ. Nha, yeah, từ và con mắt bên đây thầy không có tiếng lệ luôn. Con mắt này á nó cặn nhiều, yếu hơn mắt này đúng không thầy? Dạ. Yeah. Chính xác không? Mà từ hồi nãy giờ thầy chưa nói con mắt thầy cặn, là mắt nó yếu hơn mắt này, thầy yếu hơn mắt này nha. Tại vì nó không có một tiếng lệ rồi luôn đó. Đúng ra mắt mình đánh lên là phải có tiếng lệ nha, và sau đó là mình sẽ bấm quyệt. Cái nguyên do bệnh thế nào? Cái nhất là nó chèn ép những cái huyệt đạo mình. Cái hai nữa những cái bôi hóa lâu ngày thầy. Cái thứ ba nữa thầy không tiếng lệ là thầy phải uống dầu cá vô nha, cá bổ mắt vô nha. Thầy chị bên trong còn hơn sao mà thầy cứ nhỏ nước mắt luôn bên ngoài. Có thể bấm quyệt như này, hoặc là hai lần ba lần thầy nước mắt thầy có lại trở ngược rồi. Đó. Nhìn lên coi, lúc đầu nó sẽ tốn cho thầy từng 1-2 phút rồi, nhưng mà chút xíu là nó nhẹ nè. Giờ thầy thấy nó tốn không? Thầy nó nhẹ mắt. Rồi, rồi chút xíu không chắn thầy luôn. Rồi được rồi, mình cho Phan Phượng xin chào cả nhà. Và hôm nay đoàn Bạch Kim Tiết đã có mặt tại chùa Bửu Lâm do thầy Thích Quản Sự ở Đắk Nông mời đoàn về. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 7 2023 để được đủ duyên lành. Sau 4 năm thầy ha, đã gặp thầy tại trường trung cấp Phật học Tăng ở Long Thành, Đồng Nai. Và lúc đó thì thầy đau cái cổ rất là nhiều. Sau khi thầy được đoàn Bạch Kim Tiết bấm cho thầy một lần
cái giao duyên với thầy tới hôm nay là 4 năm rồi. Thì thầy cho cảm nhận từ lúc đó, lúc đầu thầy bị bệnh sao và đến khi bắt nguyện thầy thầy như thế nào thầy? Trước là thầy rất là đau và nằm cũng là nhất rồi, nhưng mà học viên lành được đoàn của cô Kim Bạch Tuyết khám và trị, trường đó là đau đỡ rồi. 4 năm trở về lại đây là đau lại vì cơ thể sao, mà hôm nay đoàn lên để khám cho bà con ở tại địa phương ở chỗ thầy đang sinh sống để giúp đỡ cho bà con những người bị bệnh có được sức khỏe. Từ sau khi mà thầy khám với đoàn là thầy cảm nhận là đoàn làm hiệu quả rất là cao đối với sức khỏe của bà con, đây là việc làm hết sức là ý nghĩa. Thầy chủ trì trường Vũ Lâm, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Đắk Long đây rất là cảm ơn đoàn đã vì tình cảm đối với những người dân đồng bào ở đây thì khó khăn đến thăm khám bệnh cho bà con. Thầy thay mặt cho giáo hội ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Đắk Long cảm ơn đoàn rất là nhiều, chúc đoàn mọi người ở trong đoàn, đặc biệt là cô Phan Thử hướng dẫn cho các y bác sĩ ngay đây làm những cái việc thiện lành để giúp ích cho xã hội, giúp ích cho bà con, giúp cho tất cả mọi người trong đoàn thật là nhiều sức khỏe, gia đình luôn được hạnh phúc và vui. Xin cảm ơn đoàn. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, thầy cho con hỏi thêm, từ nãy giờ con đánh mắt vệ sinh mắt thầy bằng cái cây rau chai này nè hả? Dạ. Rồi từ nãy giờ làm xong cho thầy chắc cũng khoảng 5 phút thầy á. Rồi thầy cảm nhận giờ mắt thầy như thế nào rồi thầy? Dạ, sau khi con Bạch Tuyết con Phượng làm cái vệ sinh mắt cho thầy thì cái rau đay này là có thể cái mắt nó đỡ hơn, nó sáng hơn, để thầy cảm nhận là như vậy. Xin cảm ơn cô. Dạ. Con cùng đoàn cũng chúc thầy luôn thật là nhiều sức khỏe, và Phan Phượng mong rằng tất cả các cô chú anh chị em bà con chúng ta trong và ngoài nước, nếu mà có xem được cái clip này thì có thể mình cũng cùng chung tay với thầy tại ở chùa Vũ Lâm Đắk Nông này để thầy giúp đỡ, có điều kiện có kinh phí hơn để sửa các nơi và xây lại tu bổ lại các nơi để cho tất cả các Phật tử gần nơi đây, các bà con ở đây được tới đây được tu tập để cho tinh tấn hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Mong mọi duyên lành thì con cũng mong chúc thầy sẽ gặp nhiều thuận duyên để sắp tới gặp nhiều mạnh thường quân để cùng liên kết và hỗ trợ cho thầy để thầy giúp cho những người dân khó khăn tại nơi đây. Một ba lô, cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với gian lao. Ngày dài đêm thâu, vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương, canh giữ trên miền đất mẹ. Rừng âm u, mây núi mênh mông, ngày nắng cháy, đêm giá lạnh đầy. Rừng mờ sương khuya, bóng tối quân thù trước mặt. Nắng tình non sông, anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân. Cho em tha ngủ ngon và vui bước sớm hôm
trường, cho yên vui mùa xuân, đôi lứa còn hẹn hò ước mơ, dẫu có những hy sinh khó nói hết bằng lời, nên đọng lại trong tôi những nghĩ suy. Cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rừng sâu, anh âm thầm chịu đựng gió sương, dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn, mang trong trái tim anh trọn niềm tin. Âm u mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm giá lạnh đầy, rừng mờ sương khuya bóng tối quân tù trước mặt, nắng tình non sông anh dâng trọn tuổi đời thanh xuân. Bà Phạm Thị Phượng, trưởng đoàn khám bệnh tặng quà. Xin được trân trọng giới thiệu ông Dương Tuấn Anh, phó đoàn. Và toàn thể y bác sĩ bệnh viện cổ Hạnh, và toàn thể y bác sĩ bệnh viện cổ truyền Hạnh Kim Tuyết. Về phía Hội Chữ thập đỏ huyện Đắk Long, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Huy Thảo, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đắk Long. Về phía chùa Bửu Lâm, xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Thích Quảng Sự, chủ trì chùa Bửu Lâm. Về phía Ủy ban nhân xã Quảng Khê, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Ngọc Quận, phó chủ tịch Ủy ban nhân xã Quảng Khê. Tiếp theo chương trình, xin kính mời thầy Thích Quảng Sự, chủ trì chùa Bửu Lâm lên có đôi lời phát biểu trên chủ đề này. Mô Tổ sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chị Phạm Thị Thảo, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đắk Long, Trần Ngọc Phân là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Khê, cùng cấp ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể của xã Quảng Khê, thưa với chị Phan Thị Phượng, trưởng đoàn y bác sĩ ở tại Bình Dương, thưa với các anh chị cô chú ở trong đoàn từ thiện y học cổ truyền Bạch Kim Tuyết, thưa với bà con nhân dân trên địa bàn xã, ngày hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày mùng 8 tháng 6 năm Quý Mão, tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Khê có là đoàn từ thiện khám bệnh Bạch Kim Tuyết đến tại Ủy ban trước là thăm bà con và khám bệnh cho bà con và tặng xe lăn với những hộ gia đình khó khăn ở trên địa bàn xã Quảng Khê. Thì thưa với quý vị, thầy đây là Thích Quảng Sự, là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Đắk Cờ Long và trụ trì chùa Bửu Lâm. Hiện tại bây giờ là đang hướng về cái ngày gọi là thương binh liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 2023, là kỷ niệm là 76 năm ấy, ban trị sự Phật giáo huyện Đắk Cờ Long có tổ chức đại lễ tưởng niệm, cầu siêu và thắp nến tri ân những anh hùng liệt sĩ tại tượng đài liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Đắk Cờ Long, và chiều nay là làm lễ chính thức
Trên cái tinh thần đó thì đoàn cũng hướng về những cái sự tri ân và những cái việc làm ý nghĩa. Đoàn lên đây khám bệnh nhà và làm những việc thiện lành để hướng về cái ngày linh thiêng, cái ngày mà các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc trải qua là 76 năm. Thì hôm nay đây thay mặt cho ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Đắk Long thành kính cảm niệm mọi người đoàn y bác sĩ ở trong đoàn lên tới đây thăm bà con và trao tặng những cái xe lăn và phần quà và đặc biệt là khám bệnh cho bà con thành kính cảm niệm chị Phan Thị Phương và mọi người ở trong đoàn và kính chúc đoàn luôn luôn dồi dào sức khỏe và gia đình luôn được hạnh phúc an vui. Bên cạnh đó thay mặt cho ban thị sự kính chúc cho cấp ủy chính quyền hội chữ thập đỏ huyện Đắk Long cũng giống như ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Quảng Khê có thật nhiều sức khỏe để chăm lo cho bà con và kết hợp giữa đời và đạo để lo về tinh thần cũng giống như vật chất cho bà con ngày được phát triển hơn. Và chúc cho bà con buổi sáng hôm nay khám bệnh rồi được lành bệnh và có sức khỏe thật là tốt để chăm lo cho gia đình, cho con cháu. Chúc cho buổi lễ thật là nhiều ý nghĩa, thành công, tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thay mặt cho ban trị sự chúng tôi có gửi ghi nhận cái tấm lòng đối với các đoàn y bác sĩ có cái tấm lòng vàng và ghi nhận cho ban trị sự có cái công đức. Trước tiên thì mời chị Phạm Thị Thảo đại diện cho hội chữ thập đỏ huyện Đắk Long có cái ghi nhận cái tấm lòng vàng để gửi đến cái đoàn và gửi đến cái đoàn mời chị Phương đại diện cho đoàn và hai ba người gì đó lên để nhận cái tấm lòng vàng để rồi chị Thảo sẽ trao cái này mời anh Dương Tu Anh. Bên cạnh đó thì thay mặt cho ban trị sự cũng là ghi nhận cái công đức của tất cả mọi người ở trong đoàn cũng như y sĩ các vị ở trong đoàn mời lên nha. Con đợi xíu nha. Mời mọi người ở trong đoàn lên chụp tấm hình đi, chụp tấm hình kỷ niệm. Thì
thưa với bà con á, thì cái việc khám bệnh nó là quan trọng, nên khi mà được chụp hình xong rồi á, đoàn y bác sĩ sẽ khám bệnh cho quý vị, và khám bệnh xong sẽ tặng xe lăn và tặng quà cho quý vị nhé. Sức khỏe là trên hết đấy đã. Rồi thay mặt cho chính quyền ở xã Quảng Khê thì anh Thuận mời anh Thuận có. Kính thưa chị Phan Thị Phượng cùng đoàn y bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền và chị Quyết. Kính thưa thầy Thích Hồng Tự, chị Tử Lâm, thưa chị Phạm Thị Thảo, chủ tịch tổ chức hội huyện Đắk Long, thưa toàn thể bà con nhân dân có mặt trong cái buổi khám bệnh an toàn hôm nay. Tôi rất là vinh dự hôm nay được tham dự với cái buổi khám bệnh an toàn của đoàn y bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền. Thì là chi tiết xin phép được thay mặt cho đoàn y tế đồng ý chính quyền địa phương xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của nhân viên y giáo của Việt Nam, thầy chủ tịch chủ trì Đường Lâm đã kết nối, đặc biệt là đoàn y bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền. Trước cũng đã không quản ngại được giá cho tôi tờ lương đó này về sâu xa như nào để chăm sóc sức khỏe của bà con nhân dân, những người tôi cảm gọi là yếu thế, tức là ít có cái điều kiện để tham gia khám chữa bệnh ở các cái bệnh viện tuyến trên. Vậy là hôm nay cũng rất là vinh dự, rất là may mắn, rất là phấn khởi cho bà con nhân dân, những người yếu thế đã được đoàn y bác sĩ đã về tận địa phương để khám và chăm sóc sức khỏe. Một lần nữa không có gì hơn, xin chân thành cảm ơn đoàn y bác sĩ, chân thành cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là thầy Thích Phục Sự đã rất là quan tâm đến các chương trình để nơi đáp nghĩa cũng như là chăm sóc cho người già, người nghèo của xã Quảng Khê nói riêng cũng như là huyện Đắk Long nói chung. Thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chúc sức khỏe tất cả các y bác sĩ, tất cả các đồng chí đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Qua cái buổi khám bệnh hôm nay thì cũng hy vọng là các bác, các chú, các chị sẽ được tư vấn sức khỏe và sẽ sau đó thì sẽ điều trị tốt hơn và sẽ đảm bảo cái sức khỏe cho bản thân và sống lâu, sống khỏe với gia đình, với con cháu. Xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn đồng chí Trần Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân xã Quảng Khê. Tiếp theo chương trình thì xin mời đội ngũ y bác sĩ chúng ta sắp xếp bàn ghế, chúng ta làm việc thăm khám tặng quà. Xin mời. Đến bây giờ là cũng gần 9 giờ rồi, 8 giờ 38 phút. Thì cái công việc quan trọng đó là sức khỏe. Thì mời đoàn y bác sĩ chúng ta khám bệnh cho bà con, nhân dân. Các bà con lưu ý khi mà khám bệnh xong rồi á, sẽ được tặng xe lăn và tặng quà cho bà con nhé. Thì quý vị nán lại, trước là sức khỏe, để cho đoàn y bác sĩ này khám bệnh này, xoa bóp xương khớp cho quý vị nhé. Rồi mời đoàn ta chủ động ta làm việc. Dạ mời chị Phượng điều hành trong cái buổi làm việc khám bệnh hôm nay. Dạ. Món quà cuối đời của Dược Dương, 141 tuổi, dỗ nhẹ một chỗ trước khi đi ngủ, ngừa được hơn 100 loại bệnh. Phòng ngừa bệnh tật là biện pháp hữu hiệu, giúp tăng cường sức khỏe, tăng tuổi thọ. Danh y thời Đường Thọ 141 tuổi đã để lại một bí quyết vô cùng đơn giản,
có thể giúp phòng ngừa 127 loại bệnh. Tôn Tư Mạc, danh y thời nhà Đường, được hậu thế tôn là Dược Dương. Tôn Tư Mạc sinh năm 541, mất năm 682, thọ 141 tuổi và để lại nhiều kiệt tác về y học cổ truyền Trung Quốc. Ngoài những bí kíp dân gian, Dược Dương còn am hiểu sâu sắc về các huyệt đạo. Ông đã từng nói trong cuốn Thiên Kim Phương, hay còn gọi là Thiên Kim Yếu Phương, phương thuốc cần thiết đáng giá ngàn lượng vàng. Ông viết ở tuổi 102, dỗ nhẹ một chỗ có thể chữa bách bệnh. Nơi này chính là lòng bàn chân, tức là chỗ có chứa huyệt Dũng Tuyền. Dỗ vào nơi này không chỉ có thể phòng trị hơn 100 loại bệnh, hơn nữa phương pháp cũng rất đơn giản. Dược Dương Tôn Tư Mạc đề cập cụ thể phải dùng lòng bàn tay dỗ vào lòng bàn chân. Dù hành động rất đơn giản, nhưng nó mang lại hiệu quả tuyệt vời. Lòng bàn tay và lòng bàn chân đều là hai bộ phận rất quan trọng trên cơ thể con người, đặc biệt là huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay và huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân. Các bác sĩ coi đây là những huyệt đạo chính để bảo vệ sức khỏe. Qua hàng nghìn năm kiểm chứng của người Trung Quốc, dỗ vào lòng bàn chân có tác dụng đối với hơn 100 loại bệnh như đau lưng, nhức mỏi bàn chân và đầu gối, bệnh tim, cao huyết áp, hấp hớp. Tác dụng cụ thể của việc dỗ vào lòng bàn chân có thể phòng ngừa những bệnh sau: suy nhược thần kinh, rối loạn thần kinh, đau đầu và đau nửa đầu, ù tai, chóng mặt, hay quên, mất ngủ, giảm trí nhớ, u sầu phiền muộn, dễ cáu giận, suy nghĩ không thông, thiếu khí huyết, trên nóng và dưới lạnh, đau lưng, đau bàn chân và đầu gối, bệnh tim, huyết áp cao, hạ đường huyết, tiểu đường, viêm gan, bệnh túi mật, viêm thận, nhiễm độc niệu, thiếu máu, hen suyễn, bệnh lao, bệnh thấp khớp, loạn dưỡng cơ tiến triển, cường giáp, suy giáp, di chứng đột quỵ, di chứng viêm não, teo não, não úng thủy, hội chứng Menière, bệnh Parkinson, bệnh Raynaud được, hội chứng bé Essex, di chứng của bệnh bại liệt, ra mồ hôi trộm, đổ mồ hôi ban đêm, thể trạng gầy yếu, suy dinh dưỡng, còi cọc chậm lớn, giảm thị lực, cảm lạnh, viêm mũi dị ứng. Cách thực hiện động tác dỗ vào lòng bàn chân. Đầu tiên, bạn ngồi ở tư thế chân trái đặt lên đầu gối phải, tay trái nắm chân, dùng lòng bàn tay phải dỗ vào lòng bàn chân trái. Khi dỗ nên dùng lực đều, vừa phải, cường độ ngang với cường độ dỗ tay thông thường và thầm đếm số lần dỗ. Dỗ hết bên chân trái, sẽ đổi sang chân phải và số lần dỗ của hai chân đều như nhau. Lưu ý, tư thế phải đúng, thoải mái, không gượng ép, gò bó, nhắm mắt nhẹ nhàng, từ bỏ mọi suy nghĩ, duy trì trạng thái tinh thần thoải mái, ngồi yên tĩnh trong khoảng 15 phút. Vị trí dỗ, dùng huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay dỗ vào huyệt Dũng Tuyền, nằm ở vị trí 1/3 trên bàn chân. Số lượng dỗ: ngày đầu tiên dỗ mỗi bên 100 lần, ngày thứ hai dỗ mỗi bên 200 lần, ngày thứ ba dỗ mỗi bên 300 lần. Đối với người bình thường, mỗi bên dỗ 300 lần. Người ốm yếu, bệnh tật, thúc đẩy phục hồi, có thể tăng dần số lần và dỗ theo khả năng chịu đựng của bản thân. Trong mọi trường hợp, số lần dỗ cho mỗi bên tối đa không quá 900. Thời gian dỗ: thực hành mỗi tối một lượt hoặc vào buổi sáng. Người tập chăm sóc sức khỏe hàng ngày
nên tập một lần vào mỗi buổi tối hoặc một lần vào buổi sáng và tối. Nếu có thời gian thì nên tập nhiều hơn. Những người chuyên về cung phu và chữa bệnh thì nên tập khoảng 6 lần mỗi tối. Dỗ vào lòng bàn chân có 10 tác dụng chính. 1. Thoát khỏi những căn bệnh cứng đầu. Phòng và điều trị các chứng bệnh mãn tính và cứng đầu, thông thường do thiếu âm và cường dương. 2. Hồi sinh. Đối với các bệnh thoái hóa do lão hóa sớm và các bệnh làm tiêu hao sinh lực, mệt mỏi như chứng loạn thần kinh và suy nhược thần kinh. 3. Tăng cường chức năng thận. Phòng và điều trị nhiều loại bệnh mãn tính của người cao tuổi như các bệnh mãn tính về lưng, chân. 4. Phát triển trí tuệ, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em và thanh thiếu niên. Phát triển trí tuệ, khơi dậy tiềm năng. 5. Nuôi dưỡng gan và cải thiện thị lực. Nó có ảnh hưởng nhất định đến các bệnh mãn tính về gan và ruột và các bệnh về mắt như cận thị và viễn thị. 6. Làm dịu gan và giảm trầm cảm, giải tỏa cảm xúc. Thực hành chức năng này khi tâm trạng không tốt hoặc cảm xúc quá độ, bạn có thể loại bỏ ngay các triệu chứng trầm cảm, lo âu, trầm cảm. 7. Định tâm và cân bằng tâm trí. Tập luyện chức năng này khi cơ thể mệt mỏi, căng thẳng thần kinh có thể giúp tinh thần minh mẫn, tâm trạng ổn định, tư duy nhanh nhạy, tràn đầy năng lượng. Nó có tác dụng chữa mất ngủ rất tốt, điều chỉnh sự hỗn loạn của khí và máu và ngăn ngừa các sai lệch khác nhau gây ra bởi việc thực hành các bài tập khác không đúng cách, tăng cường chức năng miễn dịch của con người. 8. Trị suy nhược thần kinh, mất ngủ, mệt mỏi, tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể. 5. Quyệt dũng tuyền có nghĩa là khí của kinh mạch thận giống như nguồn nước bắt nguồn từ chân chảy ra tưới toàn thân, có tác dụng chữa suy nhược thần kinh, mất sức, mất ngủ rất rõ rệt. 9. Trị đau đầu, trị cao huyết áp. Thông thường ấn và xoa huyệt dũng tuyền có thể giúp điều trị đau họng, đau đầu, chóng mặt, cao huyết áp, vân vân. Ngoài ra chúng ta cần biết rằng thần y Tôn Tư Mạc có thuật dưỡng sinh chỉ trong hai chữ, phòng bệnh và trị bệnh đặc biệt chú ý ba điều. Nói tới vấn đề dưỡng sinh, tại phương Đông vốn có lịch sử rất lâu dài. Ngay từ hơn 2.000 năm trước, Đông y đã có những tài liệu lịch sử ghi chép liên quan đến dưỡng sinh. Đạo dưỡng sinh của thần y Tôn Tư Mạc đã có ảnh hưởng rất lớn tới hậu thế. Bản thân ông đã thực hành đạo dưỡng sinh của mình và sống hơn 100 tuổi. Tôn Tư Mạc cả đời chú trọng tu đạo và ông là nhà y học kim dược học nổi tiếng trong lịch sử Á Đông và thế giới, được mệnh danh là Dược Dương. Đến thời nhà Tống, Trung Hoa, ông được phong là Diệu Ứng Chân Nhân. Đạo giáo tôn ông là Thiên Y Diệu Ứng Quảng Diện Thiện Tế Chân Quân. Đồng thời, ông cũng là một vị thần y với kiến thức sâu rộng về y học trong các lĩnh vực như chăm sóc cơ thể, liệu pháp ẩm thực, châm cứu, phòng bệnh. Trong Tân Đường Thư có ghi, Tôn Tư Mạc sinh ra trong triều đại Tây Ngụy. Ông đi học lúc 7 tuổi, mỗi ngày tụng hơn 1.000 câu. Nguyên lão Bắc Chu Độc Cô Tính gọi ông là Thánh Đồng. Ông thông thạo học thuyết Bách Gia, giỏi về đạo Lão Tử, Trang Chu, am hiểu âm dương, bói toán thiên tượng, giải số học huyền diệu và cũng giỏi kinh Phật. Tôn Tư Mạc từ bé đã mắc bệnh, phải đổ hết gia sản vào tiền thuốc. Người dân xung quanh ông rất nghèo khổ,
nhiều người chết vì không có tiền chữa bệnh. Vì vậy, năm 18 tuổi, ông đã mang chí nguyện học y, chăm chỉ cả đời, cuối cùng cũng đạt được thành tựu. Ông đã cứu sống vô số người. Chương trình tặng hỗ trợ xe lăn của Bệnh viện Y học cổ truyền Bạch Kim Tuyết xin phép được mời các hộ, các công dân lên nhận xe lăn. Xin mời Cao Nguyên 2017. Xin mời Đỗ Cao Sáng. Xin mời Trần Văn Thuận. Xin mời Vũ Thị Vân. Xin mời Gagaran. Xin mời các anh chị, các ông, các chú các bác lên trên này để nhận xe lăn. Cái này là cái xương sống mình đây này. Đúng rồi. À, cái này là trị cái này là trị cái gốc đó. Đúng rồi. À, rồi về ăn uống nha. Một tháng ăn 2 ngày hoặc 4 ngày gì đó. Đừng có ăn thịt, ăn cá. Tiền đồng mua. À, ăn rau, ăn quả nhiều hơn nha. À, các Win à, các Win lên chưa? Rồi ok. Đỗ Cao Sang à. Anh Sang rồi. Ông Trần Văn Luật, rồi nhà Vũ Thị Vân, rồi ca ca Rang Bạch Tuyết, rồi 5 người. Chỗ nhà hai trường hợp trong Đắk Som là của em Đào Thị Xì và Giàng Thị Bổ có ở đây chưa ạ? À, yeah. Yeah. Vâng, vậy thì báo cáo với lại các anh chị trong đoàn đó là hiện tại thì đã có 5 người của Quảng Khê có mặt ở đây, còn 2 người của Đắk Som thì do trời mưa, hôm nay trời mưa và các đối tượng thì bị tàn tật cho nên không có di chuyển được. Chính vì vậy cũng mong các anh chị thông cảm và chúng ta sẽ trao cho 5 trường hợp của xã Quảng Khê trước, còn của Đắk Som thì sẽ gửi lại và chúng con sẽ trao lại sau. Thưa với toàn thể mọi người có mặt ở trong buổi khám bệnh phát quà cho bà con hôm nay tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông, thì cách đây khoảng một tháng là thầy cũng có trao đổi bên Hội Chữ Thập Đỏ của huyện Đắk Long cũng giống như chính quyền ở xã để hỗ trợ cho những người mà khó khăn á, bị đi lại không được á, xin xe lăn và liên kết được với cô Phan Thị Phượng ở tại Bình Dương, cũng đã kết nối được với chú Quảng Chính và quý Mạnh Thường Quân ở tại Mỹ Quốc, đã phát tâm hỗ trợ 7 chiếc xe lăn trong buổi phát quà hôm nay. Đối với những người ở đây là nhận xe lăn thì đã có danh sách, thì quý vị cũng thấy hoàn cảnh giống như 3 người ở đây là có mặt ở đây để nhận xe lăn này, và còn 4 người thì do đường xá xa xôi với là người đi không được, với là sáng nay là trời mưa nữa nên không có nhận được xe lăn, chỉ có 2 người ở đây là đại diện lên nhận xe lăn cho cái đối tượng mà người nhận á, người nhà đó, đại diện cho người nhà lên nhận. Thì thay mặt cho chính quyền xã Quảng Khê và ban trị sự Phật giáo huyện Đắk Cờ Long là thành kính là cảm niệm chú Quảng Chính, và đặc biệt đó là cô Phan Thị Phượng đã kết nối với quý Mạnh Thường Quân ở Mỹ Quốc đã hỗ trợ cho 7 chiếc xe lăn hôm nay, và cảm ơn rất là nhiều, và kính chúc chú Quảng Chính và quý Mạnh Thường Quân ở Mỹ Quốc
xem được cái video clip này để rồi mình thấy vui không ạ? Rồi hỗ trợ thêm, có đây ở tại địa phương đây có nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm, thì thay mặt cho chính quyền cũng giống như tăng ni Phật tử ở trên địa bàn huyện Đắk Cờ Long, cảm ơn và kính chúc cho đoàn thật là nhiều sức khỏe. A Di Đà Phật. Trong càng vỗ tay đi ạ. Phong Phượng xin chào cả nhà và trước hết chúc cho thầy thật là nhiều an duyên và hạnh nhẹ, nhiều sức khỏe để sẽ tổ chức nhiều chuyến hơn nữa để giúp đỡ cho bà con tại vùng núi, vùng đất nông nơi đây. Trước hết là con cũng xin gửi lời cảm ơn tới chị Phạm Thị Thảo, chữ thập đỏ, chủ tịch chữ thập đỏ huyện xã Quảng Khê, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông, và cùng các cấp chính quyền tại nơi đây đã cho mượn hội trường để thầy cùng đoàn tổ chức giúp bà con bệnh nhân là đa phần là dân tộc Mạ tại nơi đây và những người khó khăn. Thì Phan Phượng xin cảm ơn hết tất cả các cấp chính quyền đã tiếp đoàn chu đáo cùng các bà con. Và sau đây thì Phan Phượng cũng không quên cảm ơn trước hết là tất cả các thành viên đoàn trị bệnh từ huyện Bạch Kim Tiết đã cùng tham gia, dù nắng hay mưa khó khăn thì cũng tập trung để đi xa xôi đến đây để giúp bệnh cho mọi người. Kế tiếp là cũng không quên là trong cái chuyến này thì cảm ơn chú Quảng Chính là người kết nối yêu thương giữa chiếc cầu nhân ái để gửi những phần quà đến cho bà con ở nơi đây. Thì Phan Phượng sẽ có đôi lời cảm ơn hết. Và trước hết là cảm ơn cô Ngô Lan Duyên tặng 3 chiếc xe lăn, Vũ Tiến Thịnh tặng 3 chiếc xe lăn, Nguyễn Thanh Liêm, rồi Nguyễn Phước Đào, Phùng Kim Phụng, gia đình chú Lâm Bắc Quảng Chính, gia đình Leo Vũ, gia đình cô Tô Hoa Mai, Pháp Danh Quảng Giác, gia đình cô Quảng Lộc tặng quà, gia đình cô Nhuận Hoa, gia đình cô Quảng Phượng, gia đình cô Tây Phê Vũ, gia đình cô Võ Thị Kim Cúc, là tất cả các mạnh thường quân đã cùng chung tay tặng xe lăn và 50 phần quà ngày hôm nay. Và cũng không quên cảm ơn em Dương Tú Anh cũng cùng chung tay với đoàn để giúp đỡ và lì xì cho các bệnh nhân tại nơi đây nhận xe lăn, và mình sẽ được nhận mỗi người được phong bì 200.000 rồi cùng sữa và bánh. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin làm mây gió bay khắp trời mênh mông, đến mọi miền đất nước đón yêu thương vào lòng, dịu xoa đời khốn khó, sẽ chia những buồn vui. Xin hiến dâng cho đời là tình người trong tôi. Tôi xin làm lá cỏ tươi xanh đón nắng trời, chở che bao mầm sống từng ngày vui, góp thành cơn bão lớn, thành ngọn sóng trào dâng, mang yêu thương kết nối là hạnh phúc trong lòng. Chim trời bay đi ước mơ tôi, gieo hạ
hạt mầm rơi xuống đất chuyện mình vươn xanh. Xin gieo hạt thiện lành cho trái tim rộng mở, và mãi là như thế tôi sống vui mỗi ngày. Làm lá cỏ tươi xanh đón nắng trời, chở che bao mầm sống từng ngày vui, góp thành cơn bão lớn thành ngọn sóng trào dâng, mang yêu thương kết nối là hạnh phúc trong lòng. Bay đi cánh chim trời, bay đi ước mơ tôi, gieo hạt mầm rơi xuống đất chuyện mình vươn xanh. Xin gieo hạt thiện lành cho trái tim rộng mở, và mãi là như thế tôi sống vui mỗi. Bay đi cánh chim trời, bay đi ước mơ tôi, gieo hạt mầm rơi xuống đất chuyện mình vươn xanh. Xin gieo hạt thiện lành cho trái tim rộng mở, và mãi là như thế tôi sống vui mỗi và mãi là như thế từng ngày là yêu thương. Ngàn cố hương
hà. Mẹ dạy con tình thương biển cả bao la, giang vô tình cứu độ muôn loài, dòng suối rộng rắc ngân vàng, muôn lời ca chim hót liêu lo, thức giác cuộc đời lời ru êm ái trầm lắng dịu màu. Mẹ tôi tình siêu lý cũng siêu mà ha, bác nhã ba là mật đa. Mẹ tôi có trái tim Bồ Tát tuyệt vời yêu thương. Rồi, từ sáng giờ nắng giờ mưa.
cái đầu nặng thì mình so bớt với người kim á. Giờ nói gì đang có mắt này. Thật anh lại làm đi. Lại làm tí nữa đoàn về lại anh. Dễ nhiều chưa? Rồi qua đây đi. À. Rồi lúc đầu bị bệnh sao? Tình đấy nó xin mẹ em lấy gì ạ? Ừ, bị lâu rồi. Từ năm 2007 á. Cái này em làm được chưa? Có cái giấy, có cái giấy. Có đi điều trị rồi, có bán quay là bán quyền hàng. Bây giờ mắt sao? Mắt mờ, nhức ha. Rồi cầm cái giấy này nha. Con trai nhiều chứ nó xài. Đây là cây đâm trai ha. Trên đây nó già không có lấy. Rồi ở đây nó non rồi không lấy được. Thì cái cây nó rất là mềm. Cho nên bắn vào mắt mình không thấy an toàn. Em có hại nó ăn. Hãy làm. Làm mình phải học và nhắm mắt lại. Cánh nhẹ thôi ha. Làm thì mình sẽ thúng thốt nhọt nhọt chứ không sao hết. Phương pháp này ai cũng có thể học được hết á và làm, nhưng mà quan trọng là mình có chịu học để mình làm mình giúp cho mọi người hay không thì cũng quan trọng ha. Cái cây đâm trai mình có đánh quanh lợi này. Nếu như mà những bệnh nhân này mà những cái có tiếng lệ á là khỏe, mà không có tiếng lệ là mắt rất là yếu. Như cô này tiếng lệ nè, cô rang luôn, không có biệt cho một miếng tiếng lệ rồi luôn rồi. Đó. Như vậy là con mắt rất là yếu luôn. Rồi mắt thứ hai thì cây đâm trai thứ hai. Trên đây nó già mình không lấy, mình lấy cái non mà. Và tại sao mình lại làm hai con mắt với hai cây rau chay? Tại vì cái cây rau chay đầu tiên mình làm con mắt này thì nó có cái độ nhờn nè. Thì mình phải sử dụng cây thứ hai. Đó, con mắt mình nó mát là nhờ cái độ nhờn của cây rau chay ha. Và nó đánh những cái bụi bặm trong mắt mình ra. Cà phê ở đâu làm cho em ly với anh Ba làm ly ngọt. Em uống ly cho Phượng phải bấm quyệt những cái việc đạo trên gương mặt của mình. Cho những bệnh nhân được khỏe ha. Bây giờ nhức khỏe hay nhức đầu nè. Nhắn những cái quyệt này qua thể mình cũng tự làm được ha. Mình wow cái đầu rồi. Bé bên kia được rồi đó. Bé như được rồi đó. Bữa nãy làm nhiều rồi. Chị có bấm quyệt không? Bấm quyệt cho nó khỏe nha. Ai tới chùa cũng được bấm quyệt. Nay thầy mờ đòn đến từ Dĩ An Bình Dương lên đây để bấm cho mọi người. Có ai nhức đầu không? Lê tổ chức chỗ năng sẽ bằng đây hả? Dạ. Lê tổ chức chỗ năng là bằng thế. À. Thầy tổ chức ở ngoài kia kìa, ở ngoài liệt sĩ ngoài kia kìa. Thế à? Dạ. Chị, nhưng mình buổi tối mà mình đi xe, mình nhìn ra. Nghề luôn. À, anh có bị không? Nghề giờ sao chạy xe được? Em chị thì em liệt méo luôn. Nặng quá. Lão. Em bị gì ta? Một loạn. Con anh nghĩ là cái là lão lắm. Rồi đứng lên cho bóng dáng chút nha. Dạ, qua đây đi em. Dạ, qua đây nè. Em cho chị hỏi là lúc đầu em chưa bấm quyệt là em bị sao? Đứng. Em bị như thế nào? Bị từ lâu rồi. Rồi. Châu ơi. Qua được sao? Chắc là
chức năng tiền đình, rồi hết quá cuộc sống. Và sau khi em được bấm huyệt, đòn bấm huyệt xong, rồi em cảm thấy nó nhẹ như thế nào? Nhẹ và thông thoáng hơn, thông thoáng hơn người. Và thấy nó hết hẳn chưa? Nó hết được bao nhiêu phần trăm rồi? À, nhẹ được 70% rồi, mà từ nãy đánh mắt á, nghe làm sao rồi? Khỏe ha, rồi. Rồi thôi chúc em nhiều sức khỏe nha. Đây bình thường cái người dân ở đây là đi làm nông mà làm gãy cuốc hơn, cuốc gãy nha. Rồi thôi chúc nhiều sức khỏe nha. Em cảm ơn bà đã đến đây giúp cho chùa, chúc cho tất cả rồi từ nãy giờ có bấm quyệt chưa? Bấm quyệt rồi nha. Mắt kỳ vệ sinh mắt nè, hay đánh mắt, đánh mắt bằng cây đông chai này, nếu có đánh từ bên đây nó lao trừ được những cái bộ phận trong người mình ra, thì cái mắt mình nó lộn thị chẳng thị, nó nhẹ đi rất là nhiều nha. Rồi đây là cái cây đông chai này, cái sạch trên đây nó hơi già, không lấy cái non lắm mà nó bao trùm ha, cây này non quá không lấy được. Một mâm ô chai chứ lựa không được nhiêu cây đó, cây hề lại đúng rồi. Dạ, cái non này non nó mềm rồi, mà nha cái hà lỏng, cái hà lỏng rồi nó hơi nhột nhột, nó có khi nó có cốt chút xíu là do cái bụi bặm trong mắt em rồi, hà lỏng đúng rồi, nó mới đã tại vì cái cây đau chai này rất là non và mềm mịn ha. À, nó sạch rất là tinh khiết. Làm xong mới mất cặn nó còn là nhẹ, nhẹ lắm. Hay vậy đúng không? Mắt em nè, không có một tiếng lệ luôn. Nếu mắt mình còn trẻ vậy á, mà mình đánh ra có tiếng lệ chảy ra là mắt khỏe, còn mắt em không có tiếng lệ luôn, nhưng rất là không có tiếng lệ. Cho nên mình dùng thêm dầu cá nha. Vệ sinh mắt này, mắt sạch, mắt sáng, khỏe. À, không có đi nha trang em nha, nhưng lâu lâu thì cái gì có bấm quyệt chưa? Chưa hả? Sao mà thấy bấm cổ rồi mà à, bấm à, rồi bấm cổ rồi thấy khỏe không? Đỡ nhiều rồi. Hồi nãy mắt của chị sao? Nhầm nhầm, nhầm nhầm như có bụi trong ha. Giờ sau khi đánh mắt bằng cây đau chai rồi là giờ cháy đỡ nhiều hả? Thấy sáng nè. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe nha. Và có một bộ thuật dưỡng sinh của bản thân. Dù ở tuổi rất cao nhưng trông ông vẫn còn rất trẻ. Tai nghe vẫn rất thính, mắt rất tinh, đầu óc minh mẫn. Vậy rốt cuộc Tôn Tư Mặc có thuật dưỡng sinh như thế nào? Làm thế nào ông có thể làm được vừa khỏe mạnh vừa sống lâu? 1. Liệu pháp ăn uống là phương pháp đầu tiên để ngăn ngừa bệnh tật. Theo quan điểm của Tôn Tư Mạc, cơ thể con người vốn phải bình hòa, nếu chăm sóc sức khỏe tốt thì sẽ không bị ốm. Không được tự ý uống thuốc. Uống thuốc có thể có một chút giúp ích về mặt nào đó đối với bệnh, nhưng cũng có thể có chỗ không tốt. Nó sẽ tạo nên sự mất cân bằng của khí trong nội tạng, vậy thì càng dễ bị những thứ từ bên ngoài xâm nhập tấn công. Còn các thầy thuốc chỉ có thể kéo dài sự sống của con người và cứu những người bị thương. Nền tảng có thể thực sự an thân là thức ăn mà hàng ngày con người không thể thiếu. Vì vậy, chúng ta phải quan tâm đến vai trò của thực phẩm trong việc giữ gìn sức khỏe, phòng bệnh và chữa bệnh. Trong Thiên Kim Yếu Phương, phương thuốc đáng giá ngàn vàng,
Tôn Tử Mạc đã đặc biệt liệt kê một bài thực trị. Thực trị là chỉ phương pháp dùng thực phẩm để phòng và chữa bệnh. Trong lời nói đầu của bài này, ông đề xuất rằng thực phẩm là nền tảng của sự sống, là cơ sở năng lượng và vật chất của hoạt động sống. Bởi vì thức ăn giàu dinh dưỡng có thể tự mình loại bỏ sự xâm nhập của mầm bệnh bên ngoài mà không mang theo tác dụng phụ như thuốc thường có, lại có thể bổ sung dinh dưỡng trong cơ thể một cách hiệu quả, đồng thời có thể làm cho nội tạng dịu lại để đạt được hiệu quả trị liệu, chữa bệnh và trừ tà. Việc ăn một số món ăn ngon cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống, có thể giải phóng những cảm xúc xấu của người bệnh, làm cho con người cảm thấy vui vẻ và sảng khoái. Vì vậy bản thân chế độ ăn uống là một thuật dưỡng sinh quan trọng. Tuy nhiên, chế độ ăn uống và phục hồi sức khỏe không thể tùy tiện và cần chú ý nhiều điều. Tôn Tư Mạc cho rằng trong ăn uống hàng ngày nên chú ý tới tiết chế. Nếu ham hưởng đồ ngon mà ăn uống quá no cũng có thể dẫn đến bệnh tật ập đến bất ngờ hoặc tấn công dữ dội. Một điểm nữa, từ ngày hạ chí cho đến ngày thu phân, ta nên thận trọng khi ăn những loại bánh béo, nhiều bơ sữa. Nguyên nhân khiến người ta dễ bị ốm phần lớn là do xuân hè ăn quá nhiều đồ lạnh, ăn uống không có tiết chế. Tôn Tư Mạc rất chú trọng đến chế độ ăn uống và dinh dưỡng hợp lý, nhưng không theo đuổi ham muốn ăn uống. Ông cũng nhấn mạnh tác dụng dưỡng sinh của trái cây, cho rằng ăn nho, táo to, hồ đào, ê, có thể giúp cơ thể nhẹ nhàng và chống lão hóa. Những loại quả này được xếp vào danh sách những loại trái cây tốt nhất. Tất nhiên, trong quá trình ăn không nên vội vàng, nên nhai kỹ thì mới có thể biết được ngũ vị hòa với ngũ hành. Không nên ngồi hoặc nằm ngay sau mỗi bữa ăn, không vận động mạnh, cũng không nên quá vui hay quá buồn. Nên đi chậm sẽ giúp cho tiêu hóa tốt. Không nên uống nước ngay sau khi ăn, nên vuốt nhẹ bụng vài phút rồi mới uống nước. Tôn Tư Mạc còn đề xuất phương pháp dưỡng sinh bốn mùa. Ông đưa bốn mùa đối ứng với ngũ hành, ngũ tạng, ngũ vị. Thông qua sự thay đổi của bốn mùa, ngũ vị và ngũ tạng tương ứng với chế độ ăn uống bổ sung dưỡng chất nhằm đạt được mục tiêu dưỡng sinh. Vốn dĩ dân gian coi dĩ thực di thiên, coi ăn uống quan trọng nhất. Nghiên cứu y học hiện đại cũng đã chỉ ra rằng chất dinh dưỡng là cơ sở vật chất quan trọng đối với cơ thể con người, đồng thời là cơ sở để cơ thể con người chống lại bệnh tật. Trong quá trình hành nghề chữa bệnh của mình, Tôn Tư Mạc đã sử dụng bả trấu để ngăn ngừa bệnh tê phù, gan động vật để điều trị bệnh quán gà và tảo để điều trị tuyến giáp. Tác dụng chữa bệnh rất tốt và được giới y học ca ngợi. Ông lấy phương pháp tự nhiên của đạo gia làm mục đích giữ gìn sức khỏe, yêu cầu mọi người áp dụng các phương pháp tự nhiên trong sinh hoạt và vệ sinh thực phẩm, thuận thiên hợp thời. Ông tin rằng chỉ có như vậy mới có tác dụng bảo vệ sức khỏe. 2. Thực phẩm và điều trị y tế. Tôn Tư Mạc cho rằng việc điều trị bệnh cần chú trọng đến thuốc và thức ăn. Hai thứ này nên kết hợp với nhau và ưu tiên liệu pháp thực phẩm. Bởi vì thức ăn mang tính ôn hòa và không có tác dụng phụ, nhưng thuốc thì không. Vì vậy, Tôn Tư Mạc nhắc nhở các bác sĩ phải biết nguyên nhân gốc rễ bệnh của bệnh nhân, biết bệnh nhân của mình đang mắc phải những vấn đề gì, từ đó sử dụng thực phẩm thích hợp để điều trị. Khi liệu pháp ăn uống không đủ để chữa lành bệnh, thì thuốc mới được coi là biện pháp cuối cùng. Tại sao? Như có câu nói, thuốc có tác dụng phụ. Nếu dùng thuốc không đúng cách sẽ làm gia tăng tai biến. Hơn nữa, ngày nay, để kiếm tiền,
các bác sĩ không ngần ngại khuyên bệnh nhân phải phẫu thuật, dùng thuốc đắt tiền mà không tính đến điều kiện kinh tế và đau đớn thân thể của bệnh nhân. 3. Chú trọng dưỡng tính. Nếu như nói việc kết hợp ăn uống và thuốc để trị bệnh là khía cạnh ở mặt vật chất của dưỡng sinh, thì dưỡng tính chính là mặt tinh thần của dưỡng sinh, và đây cũng là phương pháp dưỡng sinh quan trọng hơn cả. Trong cuốn Phương thuốc ngàn vàng chuẩn bị khẩn cấp của Tôn Tư Mạc có một đoạn nói về dưỡng tính như sau: phàm là người dưỡng tính là muốn các thói quen trở thành tính, tính tự nhiên là thiện, không tạo thói quen xấu thì không có gì không tốt. Khi tính tự nhiên thiện thì bát bệnh nội ngoại tự nhiên sẽ không sinh ra, họa loạn, tai họa cũng không có nguyên nhân phát tác. Đó là con đường lớn dưỡng sinh. Người giỏi dưỡng tính thì trị bệnh khi bệnh còn chưa phát tác. Đó là ý nghĩa của dưỡng tính. Thế nên người dưỡng tính không chỉ cẩn trọng ăn uống thuốc men, mà cần chú ý đến trăm đức hạnh, trăm nết đủ đầy thì tuy không thuốc thang cũng đủ sống thọ. Đức hạnh không đủ đầy thì dẫu uống kim đan ngọc dịch cũng không thể kéo dài tuổi thọ được. Thế nên Lão Tử nói, người giỏi dưỡng sinh đi đường không gặp hổ hay dã thú, đó là chỉ người có đạo đức vậy. Làm sao có thể dựa vào uống thuốc tiên mà cầu kéo dài tuổi thọ được? Sở dĩ thánh nhân chế tiên dược là để cứu người có đức hạnh. Thế nên kẻ ngu ôm bệnh quanh năm mà chẳng tu lấy một đức hạnh nào, bệnh đầy thân cả đời, cuối cùng vẫn không có lòng hối cải. Người như thế này thì dẫu các bậc thần y như Kỳ Bá, Y Hòa, Du Bành, Du Phụ cũng bó tay mà ra đi mãi mãi. Quả là rất có đạo lý. Đối với đoạn văn này, mỗi người đứng tại những cơ điểm khác nhau sẽ có những cách giải thích khác nhau. Nhưng nếu như hiểu rõ rằng Tôn Tư Mạc chính là một người tu đạo, chứ không chỉ là một người thầy thuốc bình thường, có lẽ chúng ta có thể thấy rằng đoạn văn này không phải nói về một phương diện dưỡng sinh mà là về các tình huống ở các cảnh giới khác nhau. Hãy thử diễn giải như sau. Người dưỡng tính muốn biến những gì học được thành tập tính của chính mình. Thực ra, tính bản tính, thiên tính vốn đã lương thiện, không học thì cũng không có xấu. Vì bản chất vốn đã thiện lương, nên tất cả các loại bệnh tật bên trong và bên ngoài sẽ tự nhiên không xảy ra, và sẽ không có lý do gì để tai họa giáng xuống cơ thể. Đây là gốc của dưỡng tính. Nói cách khác, tầng diện khác của phương pháp dưỡng tính chính là từ gốc căn bản này phát triển ra. Vì vậy, người giỏi dưỡng tính là chữa trị ngay từ căn nguyên khi không có bệnh. Đây là ý định ban đầu của dưỡng tính. Theo như câu nói trước, tính là thiện lương, trăm bệnh bên trong bên ngoài sẽ không tự nhiên sinh ra, thì trị dị bệnh chi bệnh, chữa nguyên nhân gây bệnh khi còn chưa có bệnh, thực chất là nói đến việc diệt trừ mọi tư tưởng lệch lạc xa rời bản tính. Những suy nghĩ tạp loạn sinh ra ngược với bản tính thuần thiện thì tương đương với việc mắc bệnh, nhưng lúc này sẽ chưa biểu hiện ra bệnh tật trong cơ thể. Vì vậy, người dưỡng tính không chỉ là dùng đan dược dưỡng sinh trường thọ, sáng sớm đón mây màu, tiến hành thổ nạp, phương thuật của tu hành đạo gia là được, mà để thực sự có tác dụng còn cần phải xem bách hạnh, tất cả các loại đức hạnh, phẩm hạnh. Đức hạnh đủ đầy, không uống thuốc thì cũng đủ để kéo dài tuổi thọ.